Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Dead Space phần 3 nhé. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Giờ tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Alright, let's hope we can figure this thing out before Danik finds us. It's simple. Leg bones connected to... Well, you know, whatever the hell that is. Giờ thôi. Rosita. Oh! Hóa ra là okay. Phải xếp à. Xếp mấy cái khung xương. Hỏi là mấy cái này là mấy cái mảnh đông lạnh của một thi thể. Ồ, mình thấy khớp rồi đó. Xong rồi sao nữa? Chỗ này là phải có một cái nào đó nó bự bự. Cái này là cái mông nè. Cái mông thì phải bỏ. Okay, I think I see something forming here. Yeah. Cái này là cái mình nghĩ là cái này là cái đầu gối nè. Ở đây xem. Cái này là khớp rồi nè. Xuống. Không, cái này là không khớp nè. Chuyển qua đây xem. Khó rồi chứ. Assembly complete. Hên. Codex initialization standing by. Let's see what we got. Cái này là khung xương của một người mà người ngoài hành tinh hay sao? Ok, nãy là mình tưởng cái mông, ngờ là cái phần đằng trước chứ không phải là cái mông. Vậy đâu? Hóa là cái phần đông lạnh đó là khung xương của người ngoài hành tinh nè. Well, here she is. Meet Rosetta. Where's her face? She doesn't have a face. It's not even a she. It's an it. Rosetta's an alien. Oh. What? Mình cứ tưởng là Rosita là một cái cô gái nào đó, nhưng mà rốt cuộc là Rosita là tên mà người ta đặt cho cái con alien này. Tại đây là Dead Space mà nó diễn ra trong thế giới vũ trụ, cho nên là không phải là có loài người, với lại đám quái vật này không đâu, còn những loài hành tinh khác nữa. Nhưng mà do là loài người là có được cái năng lượng của con dấu đỏ cho nên là nó biết cường bá lên vậy. Tiếc là do là cái chính sách của EA nó hút máu quá cho nên là Electro Arts đó, cái studio Electro Arts này nó rời bỏ, chứ không là sẽ có Dead Space 4 rồi. Thật sự. Đây. Hình như là mọi thứ đang bị hút vô con dấu vậy. Đúng. Chắc là đây là cái hành tinh cơ bản của... Cái này giống như là cái hành tinh của tụi Alien này nè. Nhưng mà... mình vẫn chưa hiểu lắm về cái đoạn mà alien, để xem Isaac nó giải thích như nào. Now we've got it all wrong. This isn't the marker homeworld. Đây không phải là hành tinh của con dấu mà tụi alien này nó cũng tìm được con dấu giống như mình luôn. It pulled their bodies into the sky to form the final stage. God, the moon. Mặt trăng. The moon is the source of the marker signal. Nãy nó kéo một cái mặt trăng tới. The moon is convergence. Nghĩa là cái mặt trăng đó là the aliens say, cái để kết nối lại những cái to keep the moon from becoming whole. Con dấu.
Cho nên là tụi người ngoài hành tinh này nè, nó xây một cái hệ thống đóng băng cái hành tinh này lại để không cho một cái máy đóng băng cái mặt trăng đó hay sao, để giữ an toàn cho cả vũ trụ. And this is... Hóa ra là mình không phải là tắt cái máy mà cứ giữ nguyên cái máy này và phá hủy cái mặt trăng cơ. Nhưng mà do là nãy là mình bị tác động của cô dấu đỏ cho nên là mình ngồi mình nói chuyện. Và thằng này nó ở đằng sau thì nó nghe được hết rồi. Stay away from that machine, Danik. No. And now that I have this, I'll be able to turn it off. Okay, bây giờ nó lấy được cái chìa khóa rồi, cho nên là nó muốn tắt cái máy. Now I'll make sure humanity doesn't make the same mistake. We will all of us be made whole. Well, come on, kill them. À, mình bật khí ga lên. Nhưng kia nó cầm cái cốt chạy rồi. Ê Lý, anh chạy đi đâu vậy? Chạy. Ui. Ê Lý, nó làm gì vậy? Em ơi. Em ơi, có đi nhanh lên không gì bảo. Door malfunction. Nhanh lên. Ellie, come on. Ellie. It's no good. It's moving too fast. Ok, con Ellie nó nói là không tốt rồi, tại cái khí ga này nó di chuyển khá là nhanh. Isaac. I love you. Đùa. Ellie hy sinh à. Isaac. Sang chấn rồi, Isaac nó sang chấn rồi. That gas is still coming. We gotta go now. Một mình con Nicholas là đã quá đủ rồi, bây giờ còn thêm Ellie nữa làm sao mà này nó chịu nổi được. Better than anyone how important it was. Now we've gotta finish this for her. Got it? Do you got it? Yeah. Then let's go. Ok, bây giờ là mình phải ngăn chặn thằng kia tắt cái máy. Cho phải làm điều này, tất cả điều này với vì con Ellie. Đùa. Nhưng mà mình không nghĩ là con Ellie sẽ chết dễ đâu thiệt. Nghĩ sao mà trên cái trạm Titan á là con Ellie nó đã một mình nó sinh tồn được rồi, cho nên là mình không nghĩ là nó chết được đâu. Kịch bản nó chắc nó vậy thôi chứ làm sao mà Ellie chết được. Tại một người mà đã sinh tồn qua được cái ác mộng kinh hoàng này là kiểu gì là cũng sinh tồn được. Đấy như Isaac đấy. Isaac của chúng ta. Come on man, don't fall apart on me. Danik is headed down to that machine. We can't let him shut it down. Nghe thằng kia nó vẫn kêu mình là tập trung vô, ngăn hàng đội trưởng nghe lại không để nó tắt đi cái máy. Hey. Hey. It looks like Danik unlocked access to all floors. Where'd he go? I don't. Where'd he go? I don't know. Jesus. Son of a bitch. Okay. All right. We're gonna split up. You take floor one. I'll take floor two. Okay. All right. All right. Just hey. Keep your head, man. I can't do this without you. Kia nó kêu mình là bình tĩnh lại đi, bởi vì thằng kia nó sẽ không thể làm được cái việc này mà nếu như thiếu mình. Khá là nhiều đồ đấy. Và cũng có khả năng nâng cấp nữa nè. Đam. Cộng 2 đam và 1 đam chí mạng. Đam tiếp. Cộng 2 đam và băng đạn hả?
Ok, bye. Cộng 2 đam và 1 reload ngon hơn là cộng 1 đa chí mạng. Cái này mình cộng rất là nhiều đam rồi đó. Lần trước có khẩu hot dead. À hot dead bắn ở bên trên nó sẽ bắn lưỡi cưa và ở bên dưới nó sẽ bắn phun lửa. Cũng không có gì ngon cho lắm. Ripper core là bắn cái lưỡi dao đây. Lát mà co mình đổi. Cái này thì giảm đam nhưng mà nó lại tăng ấy. Giảm đam nhiều hết. Toàn là tăng tốc độ không à. Cho nên thôi cứ tạm giữ này, tại vì cái khẩu súng lục của mình bây giờ bắn rất là mạnh rồi. Isaac, I know where Danik is going. Get to the machine, he's got to go underground, and there's only one way down, the big silo north of here. Okay, I'm updating my locator. I'll meet you there. Cái gì vậy? Trời. Đùa hả? Mình không có thấy được thằng kia. Đây rồi. Lần này nó chơi thẳng cái nó chơi thẳng cái khẩu bazooka thôi. Cứ mỗi lần chạy vô đây là thấy anh kia ảnh ấy à. Mình muốn chạy vô đây để mình đặt thêm mấy cái cục ấy để thu nguyên liệu ấy. Nhưng mà kiểu gì vô đây cũng sẽ gặp đám quái vật này. Góc này. Bây giờ là di chuyển tới chỗ cái máy. Nói chung là cái chỗ mà nguồn. Đùa. Lần này tụi này nó cầm mấy mà nó cầm mấy cái khẩu bazooka này khó chịu quá. Mà nó còn thêm cái khẩu súng nóng băng nữa chứ. Mình không thể thấy được tụi này sau cái đám sương mù. Ồ. Oh. Có một con quái gà nữa, biết mà. Đây. Đi đường này. Cái phần này là nó khó chỗ là tụi này nó có bazooka rồi. Cái này có bazooka là nó cứ thế mà nó thục. Mà nó bắn thì nó lại gây được sát thương lan nữa chứ. Ok, lúc đầu là cái cửa này đóng nhưng mà tụi kia nó cho nổ rồi.
nó cho mình khá là nhiều bình máu đôi. Đặt một cái con thu nguyên liệu ở dưới đây đi. Đằng nào thì cái chỗ kia nó cũng ở bên ngoài. Một cái trang bị súng lửa ở bên trên thôi. Nhưng mà mình có súng phun lửa bên dưới rồi. Khó chịu nhờ. Tại vậy mấy con này lại là mấy con đen ấy chứ. Mấy con đen thì nó khỏe hơn những cái con bình thường. Tụi lính bây giờ xuống đánh nhau là quá giật rồi. Ôi, thế này thì sao chơi? Một thằng rồi đó. Gì vậy? Còn quá giật nữa hả? Ok, bây giờ mình mới để ý kỹ nha, cái tụi này là cái tụi thí nghiệm. Đó là lý do tại sao mà mấy con này nó lại có khả năng nó chạy nhanh hơn những con kia. Hên có thằng kia nó đứng lên nó bắn bazooka nó hỗ trợ mình á. Chưa bao giờ mà mình đã bị nhiều cái con flash này nó tấn công nó vậy. Nữa hả? Ok, mình nghe là có cái tiếng nó báo là ở đây có nhiều đồ vật cho nên thôi kệ, đặt con đó đi để cho nó thu hoạch. Cái đợt hát này nó xa quá. Xong. Nãy mình vừa mới thấy có một thằng nó ở đây nó bắn nữa. Được, kiểu là chỗ này mà không đi nhanh đó là tụi quái nó cứ bò ra liên tục. Để coi, đạn của mình thì khá là ít nhưng mà máu thì lại khá là nhiều. Nên chắc là mình kiếm một cái pen thì mình sẽ nâng đạn lên. Ok, thì chat 15 cũng hết rồi. Thì video này mình cũng ngừng lại tại đây thôi nhé. Nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại mình một like, một share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.